Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước bạn Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động gần 500 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng. Mặc cho khó khăn gian khổ, các cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tại đây vẫn kiên trì bám sát đường biên, kiểm soát ngăn chặn người nhập cư trái phép. Với tinh thần trách nhiệm với là biên phòng thì hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cái thời gian tới. Chúng tôi được giao nhiệm vụ kiểm soát chốt chặn công dân qua đường tiểu ngạch vào địa bàn. Tuy hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, song bản thân cũng động viên gia đình tham gia công tác cùng các lực lượng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh việc bám chốt, bám đường biên để phòng chống dịch bệnh, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 4 còn bảo đảm các điều kiện tốt nhất về công tác hậu cần, đời sống và an toàn tuyệt đối cho công dân tại các khu cách ly tập trung. Khung cùng... 4 đã tiến hành tiếp nhận là 531 công dân vào cách ly tại khung. Quá trình tiếp nhận bảo đảm theo yêu cầu của dịch tệ và thực hiện nghiêm về bảo đảm an toàn thực phẩm. làm sao cho bà con công dân cách ly tại khung xem như là nhà để an tâm tư tưởng trong quá trình cách ly. Ở đây thì tôi cũng rất là cao tinh thần chống dịch của các đội y bác sĩ và các quân nhân rất là, 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 nhiệt tình với bà con chúng tôi. Công tác khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19, lực lượng hóa học quân khu 4 cùng các phương tiện đặc chủng đã khẩn trương có mặt, tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn các trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Với yêu cầu nhiệm vụ là khẩn trương, chú đáo, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả thì chúng tôi thực hiện tổ chức lực lượng 26 cán bộ chiến thị của tiểu đoàn học qua 8 cùng lực lượng học của quân khu thì tổ chức ba phương tiện xe tiêu tẩy tiêu năng tổ chức khu vực khuẩn các khu vực cần thiết sau khi khử khuẩn thì các khu vực được diệt khuẩn tránh lây nhiệm ra cộng đồng với tinh thần chủ động tích cực và sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an quân đội y tế và các cơ quan ban ngành nhất là tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 Đến thời điểm này, dịch COVID-19 trên địa bàn quân khu 4 cơ bản vẫn đang được khống chế. Đây là động lực quan trọng để lực lượng vũ trang quân khu 4 tiếp tục chiến đấu, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống yên bình của người dân.